Sáng 11 tháng 11, tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 17 đã bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Bùi Đình Long, Bí thư huyện ủy Nam Đàn, đã được giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An bầu bổ sung giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, ông Hoàng Nghĩa Hiếu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ 78/78 phiếu bầu. Ông Bùi Đình Long được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ 76/78 phiếu. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, tân Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Bùi Đình Long 1966, quê quán xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An, là tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa y. Ông Long từng giữ chức Giám đốc Sở Y tế Nghệ An rồi được điều động làm Bí thư huyện ủy Nam Đàn. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Nghĩa Hiếu và Bùi Đình Long. Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Viết Hồng để nghỉ hưu theo chế độ.